xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với chuyên mục review tài khoản Trống Bống. Và ngày hôm nay thì Bống sẽ review cho mọi người một tài khoản vô cùng mới, đó chính là tài khoản Bánh Lữ Bố, top 1 của dung thi đấu thứ 4 thiên quyền của giải đấu cuộc sống 316 của chúng ta. Và bây giờ thì để không mất thời gian của mọi người thì chúng ta bắt đầu vào phần video review tài khoản Trống Bống nhé. Hiện tại thì anh Lữ Bố đang là trưởng lão của bang hội tụ ở server 522 và đang sở hữu 54 triệu lực chiến, cấp độ 103, quân hàm thần tướng 2 sao. Chúng ta sẽ cùng xem một chút về thông tin chỉ số đồ của anh Lữ Bố. Set trang bị cường hóa gần đạt full 100, khảm bậc 14, tăng sao trang bị ở mức cao nhất là 12. Các thuộc tính cơ bản được chú trọng là sức mạnh với 360.000 điểm và linh hoạt 200.000 điểm. Bây giờ thì Bống sẽ show cho anh em xem hết nha, các thuộc tính đặc biệt nữa. Wow, 1 triệu điểm tổng lực chiến bí tích anh em ạ. Đáng chú ý nhất là buff thuộc tính kháng toàn bộ và cộng thêm 37% liền. Thiên mệnh, địa mệnh khí cấp 15, thiên mệnh khí cấp 13 và tiên mệnh khí cấp 3 rồi. Có những kỹ năng thiên mệnh sẽ cho chúng ta rất là nhiều kỹ năng hữu ích như là truy kích hoặc là liên kích. Còn về phần hồn khí thì thậm chí anh Lữ Bố còn nâng được lên đến thánh hồn khí rồi cơ. Chúng ta sẽ xem qua tủ đồ thời trang của anh Lữ Bố. Với 6.269 điểm mị lực ở cấp 16 với 75 bộ thời trang đã thu thập được, có vẻ như là anh Lữ Bố của chúng ta là một người chơi không chú trọng nhiều về thời trang. Tiếp theo thì chúng ta sẽ khám phá là giàn thần thú mà anh Lữ Bố đang sử dụng. Thần thú đầu tiên là Bá Thiên Thú Hoàng và Mộc Mị, hai thần thú 4S rất là quen thuộc nhưng không phải là ai cũng được sở hữu. Hai thần thú 3S tiếp theo là thần thú siêu phàm Thương Minh Ngũ Đế Long và Cửu Tiêu Kim Long. Hai minh thú, tức là đội hình này thì đang sử dụng hai sức mạnh, hai bền bỉ và một linh hoạt. Và Bống đang cảm thấy như là dạo này thì như đang bị out meta vậy. Thật sự là không theo kịp đến cái cách xây dựng đội hình mới của mọi người luôn. Tiếp theo thì Bống nghĩ là chúng ta nên tìm hiểu anh hùng mà anh Lữ Bố đang sử dụng nhá. Nếu anh em để ý thì có thể thấy rất nhiều ảo anh hùng siêu phàm được cập nhật gần đây và có trong bộ sưu tập của anh Lữ Bố. Như là Tôn Ngũ Không này, Triệu Vân này, Athena này, Hades và gần nhất đây là Hàng Nga. Pet linh hoạt thì gần 4 triệu 8 điểm lực chiến rồi và đang ở bậc 7. Các linh thú mới thì cũng có rất là đầy đủ. Linh phách chiếm hơn 3 triệu điểm lực chiến trong tổng số lực chiến của anh ấy đang có. Cánh của anh Lữ Bố thì đang đóng góp 20 triệu điểm lực chiến và bậc cánh hiện tại là bậc 6. Anh Lữ Bố có rất là nhiều ảo hóa cánh đẹp nha, và hồn cánh thì đã có 12 triệu điểm lực chiến rồi. Hiện tại thì không có hoạt động gì để cho Bống có thể tham gia để cho anh em xem được sức mạnh của Lữ Bố. Thôi thì chúng ta sẽ đi những cái hoạt động phụ nhỏ thôi nha. Tìm kiếm 3D, cực phẩm kiếm hiệp, 2 năm trọn tình, tải ngay trên App Store và Google Play.